Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Cảnh đẹp hạnh phúc buổi sáng đó các bạn. Vườn em có hoa và chim. Dễ thương lắm các bạn ơi. Hạnh phúc lắm luôn. Các em vô tư xuống tắm. Dễ thương chưa? Hoa cũng đẹp, rồi chim cũng đẹp. Tắm thật là dễ thương. Thật là vô tư. Hạnh phúc lắm đi. Ước chi mà chứ có một ly nước rau mã cho mình không uống cà phê, không uống trà. Nếu ai uống trà về uống cà phê thì có một ly trà hoặc cà phê rồi bắt cái ghế ngồi đây mà ngắm ha. Trời ơi, dễ thương lắm luôn. Bay đi, rời gọi bay, bay về. Ngày chiều hôm qua đã 6 giờ hơn rồi mà không biết con chim gì các bạn ơi, nó to lắm, mỏ cũng dài hơn cái ngón tay mình nè, bằng ba lòng tay á, mà cái hình mà khép xếp cái cánh lại á là bằng cái to hơn cái bắp tay của mình ngã ngã trên vai nè. Mà xuống mình nghĩ là chắc xuống bắt cá của mình đó. Mà đừng lâu quá mà ngày qua rồi mình quên đi. Mình quên chụp lại đi để coi thử con chim gì. Mà cũng thấy không sợ mình luôn á. Mình đứng cách có mấy mét ra mà không sợ. Thôi chứ mấy bàn chim là bay rồi. Thôi mình dừng clip tại đây nha. Chúc các bạn một ngày thật là an lành nha. Bye.